Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dòng chảy cuộc đời. Các bạn thân mến, khi nhìn vào một gia đình hạnh phúc, thịnh vượng, người ta thường nói rằng gia đình này có phong thủy tốt. Tuy nhiên, không phải phong thủy dưỡng người mà chính là người dưỡng phong thủy. Tại sao lại nói như vậy? Bạn hãy theo dõi 4 điều quan trọng làm nên phong thủy cho một gia đình có mệnh phú quý trong video clip ngay sau đây nhé. Một gia đình phong thủy tốt không thể rời bỏ 4 điều này. Điều thứ nhất, thiện lương có thể dưỡng đức. Phong thủy tốt nhất của một gia đình chính là thiện lương. Cổ nhân từng dạy, những gì mình muốn lập thì cũng nên lập cho người khác. Những gì mình muốn đạt thì cũng nên cho người khác đạt được. Muốn người khác đối đãi hiền lành với mình thì trước hết phải đối đãi tử tế với người khác. Chuyện xưa kể rằng một nông phu có giống ngô rất tốt, hàng năm đều bội thu. Ông không tiếc rẻ và ngược lại hào phóng chia sẻ giống ngô của mình cho hàng xóm láng giềng. Có người hỏi ông tại sao lại dại dột hào phóng như vậy. Người nông dân trả lời: bạn đối tốt với người khác chính là đang đối tốt với bản thân mình. Hoa ngô trong quá trình thụ phấn nhờ gió thổi. Nếu như ngô của những nhà xung quanh đều có phẩm chất kém thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ngô của tôi. Bởi vậy, tôi sẵn sàng phân phát giống ngô tốt của mình cho hàng xóm, vừa là để tốt cho mọi người nhưng cũng chính là tốt cho bản thân mình. Chúng ta thường thấy trong cuộc sống, ai nấy đều mong giữ phần hơn, phần tốt nhất về cho gia đình mình. Còn những cái thừa thãi không cần thiết mới đem ban phát cho người xung quanh. Sự ích kỷ này khiến bản thân chúng ta nhỏ nhen, tủn mủn và tính toán dần đi lúc nào không biết. Đặc biệt là với con cháu trong gia đình, khi trông thấy người lớn thường xuyên cư xử như vậy sẽ rất nhanh chóng bị ảnh hưởng. Càng lớn lên càng không rộng rãi hào phóng mà lại trở nên so đo bần tiện. Thử hỏi như vậy thì xã hội làm sao lan tỏa được cái đẹp, cái hay khi mà người ta chỉ muốn dành thứ không tốt cho người ngoài. Cổ nhân cũng từng nói rằng phúc báo ở phía sau. Người hiền lành chỉ là lúc này chịu thiệt, nhưng tương lai của họ sẽ có phúc trạch thâm hậu, thậm chí có thể ban ân huệ cho con cháu. Nuôi dưỡng con trẻ cũng như việc trồng cây, chỉ có trước tiên bồi dưỡng chất dinh dưỡng, sau đó lấy phẩm đức làm chất dinh dưỡng để tưới. Con trẻ liền có thể trở nên cành lá sum suê, vươn cao đón ánh sáng mặt trời. Điều thứ hai, nhẫn có thể dưỡng phúc. Có một cặp vợ chồng, họ đã cùng nhau mấy chục năm trải qua bao khó khăn mưa gió. Người chồng là lãnh đạo của một đơn vị. Lần nọ, cả hai vợ chồng cùng đến dự lễ cưới của cấp dưới. Có cậu thanh niên hỏi hai vợ chồng họ bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân mấy chục năm qua. Vị lãnh đạo trả lời: chỉ có một chữ nhẫn. Người vợ đứng bên lại nói thêm một câu: thêm một chữ nhịn nữa. Ở cùng một mái nhà, sớm chiều sống chung với nhau, làm sao tránh được những vấp váp mâu thuẫn xảy ra. Thế nên giữa vợ chồng với nhau không những phải biết kiên nhẫn mà trên hết là phải biết nhường nhịn nhau. Người xưa có câu: tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Nhân sinh một đời có thể chung trọn đời trọn kiếp là không hề dễ dàng. Vậy nên biết trân trọng tình cảm của nhau thì năm tháng mới có thể dài lâu. Nhà là nơi để yêu thương, không phải là nơi để nói lý
hoặc phân tranh đúng sai. Bởi tranh cãi dẫu đúng sai rõ ràng rồi thì tình yêu cũng sẽ không còn nữa. Gia đình là bến cảng của các thành viên trong gia đình, có thể đi bao xa rồi cũng quay về cập bến bình an. Có thể khoan dung và nhường nhịn lẫn nhau mới là bí quyết để gia đình hòa thuận dài lâu. Điều thứ ba, chuyên cần có thể phát tài. Ngày nay, con cái trong nhà thường là một, hai đứa. Đời sống cũng được nâng cao hơn trước kia rất nhiều. Vậy nên, cha mẹ ra sức nuông chiều, ôm giữ con trong lòng, không nỡ rời xa. Họ sợ con mình sẽ phải chịu khổ, chịu mệt. Kết quả là dưỡng thành những đứa trẻ không biết chăm chỉ làm việc, đến hạt ngô hạt lúa cũng không phân biệt được. Những đứa trẻ này chỉ biết ỷ lại vào cha mẹ, hơn nữa trở nên ham hư vinh và lười biếng. Chúng khi còn bé ở nhà thì cái gì cũng không làm, ngửa tay là được cho tiền. Khi trưởng thành cũng vẫn như cũ, sẽ không thể tự lực cánh sinh. Một gia đình có hưng thịnh hay không chỉ cần nhìn vào 3 điểm dưới đây là biết rõ. Thứ nhất, nhìn xem con cháu ngủ đến mấy giờ. Nếu như ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới bắt đầu dậy thì gia đình này đang từ lười biếng mà đi xuống. Thứ hai, nhìn xem con cháu trong nhà có chăm chỉ làm việc hay không. Bởi vì thói quen làm việc sẽ ảnh hưởng đến cả đời của một người. Thứ ba, nhìn xem con cháu có thường đọc sách kinh điển của các bậc cao nhân hoặc những cuốn sách bồi dưỡng tâm hồn, bồi dưỡng năng lực hay không. Bởi vì người không học sẽ không hiểu nghĩa và không biết đạo lý. Khiến cho con trẻ có thể tự mình cố gắng, tự mình đi làm việc, giúp con hiểu được chuyên cần và nỗ lực. Đây mới là món quà tốt nhất mà cha mẹ nên dành cho con. Điều thứ tư, đọc sách có thể bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể làm bạn cùng các nhà hiền triết, tìm thấy câu trả lời cho những nghi hoặc trên con đường nhân sinh. Từ trang sách, chúng ta cũng có thể tựa như du lịch thế giới đó đây, ngắm khắp xanh sơn đại xuyên, mở rộng tầm mắt, thay đổi thế giới quan, nhân sinh quan. Đối với một gia đình không có thói quen nào tốt hơn việc đọc sách. Có một gia tộc đã kế thừa phát huy truyền thống tới 2.000 năm lịch sử và là đại thế gia đầu tiên nổi tiếng lừng danh nhất trong lịch sử xã hội phong kiến Trung Quốc. Đó là gia tộc họ Bùi. Theo tổng kết trong gia phả của họ Bùi, gia tộc họ Bùi từ khi bắt đầu lập đã sinh ra 59 vị tể tướng, 59 vị đại tướng quân, ghi danh sử sách hơn 3.000 người. Và một trong những bí quyết của gia tộc họ Bùi chính là việc giáo dục cho con cháu đọc sách. Đọc sách mới hiểu được đạo lý, đạo đức. Con người mà không đọc sách, không biết đạo lý, cũng chỉ như con trâu, con bò, chỉ biết kéo xe. Học mà không hành thì cũng không đủ. Bùi gia còn có một quy tắc, đó là nếu người nào không thi được tú tài thì không được bước vào từ đường của dòng họ. Vậy nên, trong gia tộc họ Bùi, từ trên xuống dưới, vô luận nam nữ già trẻ, cả gia tộc có một điều rất tốt đẹp, chính là bầu không khí đọc sách. Những nhân vật trong gia tộc họ Bùi ngày càng phát triển hưng thịnh, tích đức hành thiện luôn đi đôi với phát triển sự nghiệp. Điều này là vô cùng hiếm thấy trong lịch sử. Đọc sách có thể biến hóa khí chất, mở rộng nhãn giới, khiến người ta tự nhiên có được sự phong phú và khoáng đạt. Đọc sách chính là thói quen tốt của một gia đình, cũng là phương pháp giáo dục tốt nhất cho con trẻ.
Thiện lương có thể dưỡng đức, nhẫn có thể dưỡng phúc, chuyên cần có thể phát tài, đọc sách có thể bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh. Bốn điều này chính là phong thủy tốt nhất làm nên phú quý của một gia đình. Chúng ta còn phải mất công tìm kiếm ở đâu xa. Bạn thân mến, tiền bạc có chất như núi mà cha mẹ không hòa thuận, con cái không hiếu đễ, chăm chỉ, lớn lên cũng không thể phát huy được một chút năng lực của bản thân, thì gia đình đó cũng đã bắt đầu lung lay, suy tàn. Vì vậy, nếu thực sự yêu thương con cái của mình, thì các bậc cha mẹ nên giáo dục con cái nên người và thành đạt bằng chính năng lực của chúng. Có như vậy, nền móng của gia đình mới thực sự vững chắc. Và để theo dõi thêm các video clip mới được phát hành hàng ngày trên kênh Dòng Chảy Cuộc Đời, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông bên cạnh nút đăng ký nhé. Còn bây giờ, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.